Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái ví dụ số 7. Từ ví dụ số 1 tới ví dụ số 6 là trường hợp hàm bậc 3. Với mỗi bài toán đều có cái sự mở rộng của nó. Ở đây thì thầy sẽ xét đầy đủ tất cả các cái vấn đề, tuy nhiên sẽ không có đi quá lan man đâu các em. Những cái vấn đề chúng ta học sẽ tập trung các bám sát với cái đề thi nha. Ta qua tiếp ví dụ số 7 là mở rộng của hàm bậc 3, đó là trường hợp đa thức bậc cao. Ví dụ số 8, ví dụ số 9 thì sẽ là qua trường hợp hàm phân thức. Trường hợp bậc cao hơn thì ở bài toán này thực chất là một cái bài toán mà định lý về dấu của đa thức mà thôi. Nó sử dụng định lý về dấu của đa thức. Thì các em xem cái bài giảng đầu tiên ấy, thì các em sẽ hiểu phần này. Ở đây bài yêu cầu tìm M để cái hàm số này nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ cuối cùng đến cộng cuối cùng, hay đồng biến trên R. Là ví dụ số 7. Như cái đề không phải. Cái đề là yêu cầu tính tổng tất cả các phần tử mà nó phần tử M để cho hàm số này nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ cuối cùng đến cộng cuối cùng, hay là R. Thì hàm số muốn đồng biến ở đâu thì đạo hàm của nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 ở đó. Cho này các em tính đạo hàm của hàm số này. Theo yêu cầu của bài toán thì các em sẽ có y phẩy nó sẽ bằng M bình phương x mũ 4 trừ cho M x bình phương cộng cho 20 x trừ cho M bình cộng cho M cộng cho 20 nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mỗi x thuộc R. Được không? Đây là trường hợp bậc 4, bậc 3 nó đầy đủ cái hệ số rồi. Do đó chúng ta không thể nào với cái bài toán này thì rõ ràng chúng ta không thể nào tính delta, cũng không thể nào cô lập M được, tại vì M bình M nữa nó không có đồng bậc với nhau. Do đó là không thể nào cô lập M được. Và cái bài toán này nó sẽ rơi vào cái dạng đó là chúng ta sử dụng định lý về dấu của một cái đa thức. Tới đây thì các em sẽ dễ dàng quan sát cái phương trình này, thì các em sẽ dễ dàng quan sát được một nghiệm của bất phương trình. Đó là các em để ý nè, M bình phương x mũ 4 ha, nên M bình phương x mũ 4. Thì nếu mà chúng ta nhóm với thằng M bình này lại làm như thế chung thì làm chậm chậm cho các em dễ theo dõi nè, tương đương. Cho nên M bình nè, x mũ 4 nè. Rồi trừ cho M bình phương. Để chúng ta nhóm lại với nhau. Trừ M bình trừ M x bình với chỗ này là trừ cho M cộng M ha. Rồi. Còn lại là nào? Còn lại là 20 cộng cho 20 x cộng cho 20 lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi. Được không? Tới đây thì các em sẽ dễ dàng đặt nhân tử chung được, nên em đem mà bình ra ngoài làm nhân tử chung. Đem mà bình ra ngoài làm nhân tử chung thì bên trong sẽ còn là x mũ 4 trừ cho gì? X mũ 4 trừ 1 đúng không? X mũ 4 trừ 1. Cho nên em đặt em trừ M ra thì trong sẽ còn là x bình trừ 1. Cho nên em đặt 20 ra thì trong còn là x cộng 1 lớn bằng 0. Đúng không? Tới đây thì chỉ việc là các em khai triển hạn thức này sẽ phát hiện được ngay là nó có cái nhân tử chung là x cộng 1, hay là cái bất phương trình này nó có một nghiệm là x bằng là nó luôn có một nghiệm x bằng là trừ 1. Đặt x bằng trừ 1 ra ngoài làm nhân tử chung. X cộng 1 ngoài làm nhân tử chung. Thì bên trong nó sẽ còn cái gì? Cho nên sẽ còn là M bình phương nhân cho x bình phương cộng 1 nhân cho x trừ 1. Ok. Rồi chỗ này là trừ của gì? Trừ của M nhân với x trừ 1 cộng cho 20 lớn hơn hoặc bằng 0. Được không? Rồi đây là một cái đa thức. Do đó là nó đã có một cái nghiệm là x bằng là trừ 1 rồi. Thì tính đặt ở đây là một cái hàm gx nào đó. Thì thầy viết lại là x cộng 1 nhân với gx nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc vào R. Muốn cho cái tích này mà nó lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào R thì rõ ràng là cái gx nó phải có một nghiệm x bằng trừ 1 các em. Nếu mà gx không có nghiệm x bằng trừ 1, điều đó có nghĩa là x bằng trừ 1 là nghiệm đơn. Là nghiệm đơn. Nếu là nghiệm đơn thì cái đa thức này nó sẽ, cái vế bên trái đó, nó sẽ đổi dấu. Nó không thể nào luôn lớn không với mỗi x thuộc vào R được. Nên điều kiện cần thôi chứ thầy không nói là điều kiện đủ nha. Điều kiện cần để cho cái vế trái lớn bằng 0 với mỗi x thuộc vào R là bắt buộc cái gx này nó phải nhận trừ 1 là nghiệm. Các em có hiểu cái bài toán như này không? Vì nếu mà thằng này nó không có nghiệm bằng trừ 1 đó thì cái vế trái nó sẽ đổi dấu ngay. Vế trái nó sẽ đổi dấu ngay.
Đó, các em xem cái bài giảng đầu tiên để hiểu rõ hơn về cái phần này. Cái phần xét giống là cái phần hết sức quan trọng. Do đó cái bài giảng đầu tiên của thầy là một cái bài không thể bỏ qua. Thế thì bài giảng đó ở đâu? Cái bài giảng đó nằm trong cái chuỗi mà 2 tuần học thử miễn phí. Thì nó là một cái bài live stream trong cái nhóm live stream 2K2. Các em cứ vào đó xem lại nhé. Nói lại chỗ này, đó là để cho bất phương trình này lớn hơn bằng không, nó đúng với mọi ít của bài rồi đó, thì gx bắt buộc phải có nghiệm là x bằng trừ 1. Nếu bài này không có nghiệm là x bằng trừ 1, thì x bằng trừ 1 tức là nghiệm nó là nghiệm đơn, thì nó sẽ đổi dấu và vế trái nó sẽ không thể nào lớn hơn bằng không với mọi ít của bài rồi được. Do đó mà cái điều kiện cần ở đây đó là gx, g của trừ 1 phải bằng 0. G trừ 1 bằng 0 thì tương đương. Rồi tới đây các em chỉ việc là thế cái số trừ 1 vào đây. Thế số trừ 1 vào đây thì em sẽ được là trừ 4m bình. Chỗ này là gì đây? Trừ 2 là cộng 2m cộng cho 20, nó bằng 0. Và các em sẽ giải và tìm được m. Giải tìm được m. M bằng nhiêu? Chỗ này ta bấm máy tính. Trừ 4 này, 2 này, 20 này, thì nó có nghĩa bằng 5 phần 2 hoặc là bằng trừ 2. Nhưng mà các em chưa có vội vàng là nhận cái giá trị m đâu nha. Đây chỉ là điều kiện cần thôi. Thì các em phải đem cái m bằng trừ 2 và 5 phần 2 này thử lại xem coi cái vế bên trái nó có luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc vào R hay không. Thì lúc này các em phải thử lại nhé. Thử lại với m bằng trừ 2 thì lúc này các em thế vào đây sẽ được là x cộng 1 nhân cho gì? X cộng 1 nhân cho là cái gx lúc này thì thế vào là trừ 2. Trừ 2 nhân cho x bình phương cộng cho 1 nhân cho x trừ 1. Rồi chỗ này là trừ 2 thành là cộng 2 lần x trừ 1 cộng cho 20. Thì các em chỉ việc là bấm máy tính phân tích này gọn lại ha, phân tích này gọn lại. Thì như là x cộng 1 viết lại thôi. Chỗ này tính gọn lại sẽ ra là gì? Đây là số trừ 2 đúng không? Trừ 2. Trừ 2. Thì chỗ này sẽ là x mũ 3 trừ 2 x mũ 3. Đây coi là nghiệm. Trừ 4, 5 bằng 2, trừ 2 đúng rồi. Trừ 2 thì chỗ này nó sẽ ra là x mũ 3 nè, trừ 2 x mũ 3 nè. Rồi. Đây là trừ 2 x bình thành là cộng 2 x bình nè. Cộng 2 x bình. Rồi. Chỗ này là 2x trừ 2x. Trừ 2x cộng 2x là hết rồi. À, hình như thầy sai ta. Chỗ này là m bình phương. Chỗ này là m bình phương các em. Chỗ này m bình phương như chỗ này phải là 4 mới đúng. Chỗ này là 4 mới đúng. Ta sửa chỗ này tí xíu. Chỗ này là m bình nha. M bình nên khi mình thế m bằng trừ 2 vào thì nó sẽ ra bằng 4. Chỗ này là 4 không? 4. Yeah, 4 nè. Như cho chỗ này 4. Chỗ này có sẵn rồi. 4 trừ 2 thế này cộng 2 đúng không? Thì các em thế vào đây sẽ được là 4 x mũ 3 trừ 4 x bình. Rồi, chỗ này là cộng x là 4 x, chỗ này nữa là 6 x. Rồi, 6 x rồi, vậy còn tự do, số tự do thôi. Chỗ này sẽ là trừ 2 nè, chứ trừ 6 nè, là trừ 8 là cộng 12. Nếu mà không. Thì thật ra là các em chỉ cần bấm máy tính tìm nghiệm của phương trình bậc 3 bên trong thôi các em ạ. Các em phải khỏi quan tâm thằng này. Em chỉ cần tìm nghiệm của thằng bên trong này. Và là 4 nè, trừ 4 nè, 6 nè, 12 nè. Hình như thầy tính sai chỗ nào phải không? Nên là nó có nghiệm xấu. Bắt buộc nó phải có nghiệm bằng, bắt buộc nó phải có một nghiệm bằng là gì? Bằng là trừ 1 đó. Thì khi m bằng trừ 2, đem thế vào đây, bình phương lên là ra 4 nè. M bằng trừ 2 đem thế vào đây thì sẽ là cộng 2 nè. Còn này cộng 20 viết lại thôi mà. Này, x mũ 3 là 4 x mũ 3. Này là x bình là trừ 4 x bình. Rồi cái này là x với cộng 2 x là cộng 6 x. Rồi chỗ này là trừ cho mấy?
trừ cho 1 với trừ 2 nữa là trừ 6. Trừ 6 thì chỗ này phải là 14 mới đúng chứ. Chỗ này phải là 14. Đúng rồi. Nó chỉ có một nghiệm duy nhất là bằng trừ 1 thôi. Nó có nghiệm duy nhất là bằng trừ 1 thôi. Vậy lúc đó là cái thằng này nó sẽ cùng dấu với A. Là cả cái bất phương trình này nó sẽ có nghiệm bằng trừ 1. Ở trong đây nè các em bấm máy tính ra, nó chỉ có một nghiệm bằng trừ 1 thôi nha. Nó có nghiệm bằng trừ 1 thôi, nó không có nghiệm khác, nó không có nghiệm nào khác nữa. Nó có nghiệm bằng trừ 1, với đây nghiệm bằng trừ 1 nữa thì các em sẽ kẻ chút chối này. Đây là trừ 1 nè, đây là 0 nè. Thì nó sẽ cùng dấu với A. Cộng nè. Nên em m bằng trừ 2 là chúng ta nhận. Em m bằng trừ 2 nhận nè. Rồi, các em có hiểu chỗ này không? Ta thử tiếp khi m bằng là 5/2. M bằng 5/2. Thật ra là thử các em không cần phải viết như thức viết trước thì cũng được. Nếu trắc nghiệm chúng ta chỉ cần quan tâm cái bên trong này thôi. Chứ là x cộng 1, có cần quan tâm. 5/2 thế vào đây là bình phương lên là 5/4. Hồi nãy thầy quên bình phương. Nên là các em phải làm thường xuyên thì để cho cái kỹ năng tính toán của mình là tốt. Nếu mà dùng máy tính không, tới lúc cần những cái bài này thì làm nữa. X bình cộng 1, x trừ 1, trừ 5/2, trừ 5/2 nhân với x trừ 1, cộng cho 20, lớn bằng 0. Thì đây có một nghiệm bằng trừ 1 rồi. Chỉ cần là có một nghiệm là được. Tới đây các em nhân vào nhé, thì ta sẽ được là x cộng 1 đúng không? X cộng 1 này nhân vào đây, x cộng 1 viết lại thôi. Này sẽ là 5/4 x mũ 3 nè. 5/4 x mũ 3 trừ 5/4 x bình. Rồi, cho nên là cộng 5/4 x đúng không? Cộng 5/4. 5/4 mà trừ với 5/2 là trừ 5/4. Trừ 5/4 x. Còn số tự do sẽ là nhiêu? Trừ 5/4 cộng 5/2 trừ 20. Tức là 20 trừ đi cho 5/4. Rồi cộng với 5/2 là 85/4. Thì chúng ta chỉ việc bấm máy tính tìm cái nghiệm bên trong này thôi. 5/4. Năm phần tư nè, trừ 5/4 nè. Rồi chỗ đó là trừ 5/4 nè. Rồi chỗ đó là 85/4. Nó bắt buộc phải có một nghiệm bằng trừ 1 nha. Nhưng mà nếu mà cái này nó cũng dễ chỗ là nó có một cái nghiệm bằng trừ 1. Do đó là nếu mà khi mà bấm máy tính mà nó không có nghiệm bằng trừ 1 là mình sẽ biết chắc là mình đã làm sai một cái chỗ nào đó thôi. 5/2 thế vào thì có thể tính sai chỗ nào đó. 5/2 cho nên bình phương lên A. 5/2 bình phương lên chỗ này nó phải là 25/4 chứ. Những cái chỗ này 5/2 bình phương lên chỗ này phải là 25/4 chứ. Do đó là cái việc mà ý là thầy soạn đề và tính toán thường xuyên đó các. Soạn đề và tính toán là thường xuyên mà tính toán còn sai cái này. Do đó là cái việc mà các em là nên rèn luyện cái kỹ năng tính toán là rất là tốt. Chứ còn nếu ở máy tính không gặp những bài như này thì tính không nổi. Chỗ này 25/4 x 3 nè. 25/4 x mũ 3 đúng không? Này cho nên x bình là trừ 25/4 x bình nè. Tại vì bình phương lên hồi nãy thầy quên bình số 5 lên chỗ này. Rồi. Chỗ này là x bình nha. Rồi chỗ này sẽ là 25/4 x 25/4 trừ đi cho 5/2. 25/4 trừ đi 25/4 trừ đi cho 5/2 là 15/4. Chỗ này 15/4 x. Rồi. Rồi tiếp theo sẽ là 20 nè, cộng với là 5/2 nè, trừ cho 25/4 nè, là 65/4. Các em phải, cái biểu thức bên trong đó nó phải có nghiệm bằng trừ 1 đó các em. Do đó nếu mà các em bấm máy tính mà nó không có nghiệm bằng trừ 1 là biết mình tính sai. 25 chia 4, trừ của 25 chia 4, 15 chia 4, và 65 chia 4. Rồi, nó có một nghiệm duy nhất bằng trừ 1 luôn các em.
Cái này có nghiệm duy nhất bằng trừ 1 luôn. Như này có trừ 1 bằng nghiệm trừ 1 đây. 0 cộng cộng. Được. Trừ 1 bằng nghiệm kép. Vậy là cả hai cái giá trị m này đều thỏa mãn yêu cầu đề bài hết. Do đó là chúng ta sẽ chọn cái đáp án là lấy tổng hai cái giá trị m lại ha. 5/2 nè, 5/2 cộng với trừ 2. Đấy, ta lấy 5/2 ta cộng cho -2 thì sẽ ra 1/2. 1/2 thì các em sẽ chọn cái đáp án là câu nào? Ví dụ này là ví dụ số. Để coi lại nhé. Rồi. Ví dụ số 7. Giờ các em sẽ chọn đáp án là câu D nhé. Câu D. À 1/2. 5/2 cộng này là ra 1/2. Rồi. Ta qua tiếp cái ví dụ số 8 nha các em. Qua tiếp ví dụ số 8. Rồi, các em có hiểu bài toán này không? Cái việc mà các em nên rèn luyện tính toán là tốt quá các em. Vậy những cái bài này nó đòi hỏi cái kỹ năng tính toán nó phải tốt mới được. Còn hàng ngày mà các em cứ lao đầu vào cái việc mà bấm máy tính thì đến những bài này thì các em rất là dễ nản chí. Đây là một cái bài mà sử dụng định lý về dấu của một cái đa thức. Thật ra là cái dạng này nó đã từng xuất hiện ở năm 2018 rồi, trong đề chính thức luôn các em. Nhưng mà một cái cách hỏi khác. Thì biết đâu chừng khi người đi thi thì người ta lại thay đổi cách hỏi. Nó sẽ, cái đề thi nó chỉ là gì đây? Nó chỉ đi nâng cấp lên một tí xíu, nó tạo cái cảm giác mới lạ cho em thôi. Còn nếu mà các em học mà nhiều đó thì các em sẽ thấy rằng là cái đề thi nó sẽ là sao? Nó chỉ là thay đổi cái cách hỏi mà thôi. Nâng cấp cái cách hỏi mà thôi, chứ còn cái cách xử lý thì nó cũng sẽ không có thay đổi nhiều lắm. Với cái khóa học này thì thầy tự tin rằng các em sẽ với cấp học nâng cao thì tự tin rằng nếu được tham gia thì chắc chắn là không có em nào mà có thể là dưới 8,5 điểm cả, phải từ 8.6 trở lên. Nếu mục tiêu em cao thì em chỉ cần đầu tư thêm một tí xíu ở khóa học này, phụ thuộc vào cái khả năng của các em thôi. Nếu mà các em mục tiêu các em cao thì có thể là vào khóa học này em học một cách nghiêm túc thì cái việc 9 điểm hay là hơn 9 điểm của chị đó không phải là vấn đề. Ta qua tiếp cái ví dụ tiếp theo nhé. Thầy trò mình đã qua được tới cái ví dụ số 7. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái ví dụ số 8. Các cái ví dụ này thì có bài giải sẵn hết rồi, có tài liệu sẵn rồi. Thì các em có thể tham khảo thêm, vừa có video, vừa có cái bài giải luôn các em ạ. Ví dụ số 8 là hàm số y bằng là m bình phương trừ cho m trừ 2 x mũ 4 trừ cho m trừ 1 x mũ 3 cộng cho 3x nó phải đồng biến trên r. Đấy, đồng biến trên r. Thì cái câu này nó nhẹ hơn so với cái ví dụ số 7 hồi nãy. Là vì cái bài này nó chỉ tạo cái cảm giác là đánh lừa cảm giác mình thôi. Câu này nếu cái tinh ý một tí xíu thì các em sẽ để ý là em thấy là đạo hàm nó ra là bằng là gì? 4m bình phương trừ m trừ 2 x mũ 3 trừ cho 3m trừ 1 cộng cho 3 x cộng cho 3. Thì để cho cái hàm số nó đồng biến trên r thì đạo hàm của nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với m x thuộc r. Rõ ràng là trong này cái y phẩy của nó là một cái đa thức bậc 3. Đa thức bậc 3 thì không thể nào nó lớn bằng 0 với m x thuộc r cả. Nếu mà cái hệ số đứng trước thứ 3 mà khác 0, hệ số đứng trước thứ 3 mà khác 0 các em, thì nó sẽ không thể nào lớn bằng 0 với m x thuộc r được. Nó nhận cái giá trị từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn. Do đó là cái điều kiện cần đó để cho hàm số này nó đồng biến trên r thì bắt buộc cái gì các em? Cho nên nó bắt buộc là cái này ra bình phải không? Nó bắt buộc là hệ số này phải bằng 0. Đó, điều kiện cần đó là m bình phương trừ m trừ 2 phải bằng 0. Và các em sẽ giải được là m bằng là trừ 1 hoặc m bằng là mấy? Và bằng 2. Đúng không? Thì coi lại cái đề tí xíu. Rồi, m bình phương trừ m trừ 2. Đúng rồi. Đấy. Thì chỗ này nó bắt buộc cái thằng này, hệ số A này phải bằng 0. Tại vì nếu mà hệ số A chỉ cần khác 0 một cái thôi thì thằng y phẩy nó sẽ đổi dấu ngay. Các em có hiểu thế nào? Cái hàm bậc 3 thì nó sẽ nhận giá trị từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn. Do đó là bắt buộc cái hệ số này phải bằng 0. Thì tới đây các em chỉ việc thử lại thôi. M bằng là trừ 1 thì em thế vào em sẽ được là y phẩy nó sẽ bằng là này bằng 0 mà này trừ 1 nó sẽ ra là 3 x bình
cộng 3 lớn bằng 0. Này đúng, do đó m bằng trừ 1 các em nhận. Rồi, trường hợp số 2 là m bằng 2. M bằng 2 thì lúc này y phẩy nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng là 2 trên 1 là trừ x bình phương, trừ 3 bình phương, cộng 3. Thì cái này nó không thể nào lớn bằng 0 với mỗi x thuộc vào r được các em. Do đó cái trường hợp này ta loại. Vậy là ở cái ví dụ số 8 thì hỏi có bao nhiêu giá trị m thì em sẽ chọn đáp án là câu B. Và chúng ta qua cái ví dụ cuối cùng cho cái chuỗi các cái bài toán các bài ví dụ ở cái bài toán số 2. Ở ví dụ số 9 là thầy xét cái hàm phân thức bậc 2 chia cho bậc 1. Thì thầy sẽ không chia cái này thành một cái bài toán riêng. Lý do là cái cách xử lý của nó tương tự như cái hàm bậc 3. Nó chỉ là cũng liên quan đến cái việc là xét dấu của một cái tam thức thôi. Đó thầy sẽ để nó nằm chung luôn đây. Nên là các em sẽ rất là dễ học. Các cái dạng toán này được thầy sắp xếp nó theo cái trình tự nhất định, từ dễ đến khó, và phân chia theo thành các nhóm bài tập. Nó giúp các em dễ học và rất dễ nhớ, chứ nó không có lung tung. Ví dụ số 9 là một cái hàm phân thức y bằng 2x bình phương cộng cho 1 trừ m x cộng cho 1 cộng m chia cho x trừ m. Hàm số này nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Rồi. Hàm số này đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Rồi, trước tiên chúng ta cứ lấy đạo hàm đó. Tới đây thì các em nhớ là cái hàm số này nó có cái công thức tính nhanh nhé các em. Chứ các em đừng có đạo hàm theo U chia V để thôi các em bỏ bài này luôn đi. Để công thức tính nhanh của hàm số này ta đạo hàm nó sẽ ra được là 2x bình phương trừ cho 4mx. Này nhân này là 2x bình phương trừ 4mx. Rồi chia này lại tính định thức. Này sẽ là trừ của m nhân cho 1 trừ m trừ cho 1 trừ m. Rồi chia cho x trừ m tất cả bình phương. Đề bài yêu cầu hàm số này nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Thì tức là đạo hàm nó phải lớn hơn bằng 0 với mỗi x thuộc vào cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Thì cái này nó sẽ tương đương với cái gì? Nó sẽ tương đương là 2x bình phương trừ cho 4mx. Cái này có thu gọn được không? Đây là m bình nè. M bình nè. Trừ m với trừ m là trừ 2m trừ 1. Nó phải lớn bằng 0. Nó phải lớn bằng 0. Đúng không? Tại này nó phải lớn bằng 0. Tại vì dưới mẫu của nó là một cái biểu thức không âm khi mà x khác m. Ở đây nó có điều kiện là x khác m. Thì một trong những cái sai sót của các em có thể gặp ở bài này đó là các em quên cái điều kiện ở mẫu. Để hàm số nó đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1 thì cái m không được thuộc vào khoảng này. M nó không được thuộc vào cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Thì có lẽ là cái vấn đề này chúng ta đã làm nhiều bên bài toán số 1 rồi. M nó không được thuộc vào cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1 nhá. Có cái điều kiện này. Rồi tới đây thì chỉ việc là giải cái hệ bất phương trình này thôi mà. Cái biểu thức này nó phải lớn bằng 0 với mỗi x. Với mỗi x thuộc vào đâu? Với mỗi x lớn bằng 0 với x thuộc vào cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Đúng không? Lớn bằng 0 với mỗi x thuộc vào khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Rồi tới đây thì các em chỉ việc là cho bài này nó không cô lập m được các em ạ. Nó không cô lập m được. Cái điều kiện dưới này dễ ta giải trước nha. Là m nó phải lớn hơn bằng 1 thôi. Còn cái bên trên đó thì nó, nếu mà chúng ta tính delta đó, không có lập m được nhé. Tại vì đây là m bình này, đâu có lập được. Thì chỗ này buộc mình phải tính delta rồi. Thì tính delta thì chỗ này nó chỉ là biện luận bắt phương trình bậc 2 thôi, chứ không có vấn đề gì mà to tát á. Ta tính delta thử nha. Tính delta phẩy. Delta phẩy nó sẽ bằng là 4m bình. 4m bình. Trừ cho mấy? Trừ cho AC là trừ cho 2m bình. Rồi, cộng cho 4m cộng cho mấy? Cộng cho 2. Đúng không? Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là delta bé hơn hoặc bằng 0. Nếu delta bé bằng 0 thì chắc chắn rằng biểu thức này nó sẽ luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc vào ra. Trường hợp thứ hai, delta lớn hơn 0 thì lúc đó các em sẽ xét cái so sánh cái điều kiện của x bội beta 2 với cái khoảng đó thôi. Lập cái bảng xét dấu ra, sau đó em đặt cái khoảng vào cái vị trí thích hợp. Cho nên ta tính delta, tính gọn lại nó sẽ là 2m bình cộng 2m cộng 2. 2m bình cộng 2m cộng 2 hả?
Thì nếu như thế này thì nó đâu có thể nào mà, nếu mà m bình nè, 4 m bình trừ 2 m cộng 2, thằng này thì nhìn vô thấy là thấy nó không thể nào mà nó delta nó chắc chắn là luôn lớn hơn 0 rồi. Okay mà, nó không xảy ra cái trường hợp delta, nó không xảy ra trường hợp delta bé hơn 0. Nó không xảy ra trường hợp delta bé hơn 0. Tới đây thì có hai cái cách xử lý. Do delta của nó là luôn dương rồi thì các em có thể giải ra, các em tìm cái nghiệm luôn cũng được. Em tìm cái nghiệm luôn. Em tìm nghiệm luôn cũng được. Còn không thì các em sẽ lập cái bảng xét dấu là x y phẩy nè. Chỗ này ta nhận xét nha. Do thằng này nó luôn lớn hơn 0 với mọi m. Đáng lẽ ra chúng ta phải xét trường hợp delta bé hơn 0 đó. Tuy nhiên là do nhìn đây là các em thấy nè, 2 bình phương 2m bình phương cộng 2m cộng 2 thì cái này quá quen thuộc. Nó luôn lớn không với mọi m luôn các em. Thì mình máy tính đi nha. X y phẩy nè, xét dấu nè, do nó luôn lớn không rồi nên nó sẽ có nghiệm x1 x2 như này. Này 0 0. Trong này mang dấu trừ, ngoài này mang dấu cộng. Đúng không? Rồi. Thế thì để cho cái hàm số mà nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1 thì em đặt cái khoảng từ trừ vô cùng đến 1 vào cái vị trí nào thì nó sẽ thích hợp. Cái bài toán này chẳng qua là biện luận nghiệm của bất phân trình bậc 2 thôi. Em đặt cái trừ vô cùng vào đây, trừ vô cùng vào số 1 vào đây, đúng không? Trừ vô cùng với 1 phải nằm trên đây. Đúng không? Nó không thể nào mà nó không thể nào nằm bên đây được em. Không thể nào nằm bên đây được. Tại vì nếu mà nằm bên đây thì x1 nó lớn hơn trừ vô cùng sao? Nên chỉ có một cái vị trí cho cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1 mà thôi. Nó phải nằm bên đây. Vậy là từ đây thì các em sẽ có cái điều kiện là gì? Thế thì muốn cho cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1 mà nằm bên trái của x1, x2 thì em suy ra x1, x2 nó như thế nào so với số 1? Phải lớn hơn đúng không? Phải lớn hơn 1. Chỗ này tương đương với cái điều kiện là gì? Là x1 nè, và số 1 này nó phải nhỏ hơn bằng x2 và nhỏ hơn gì đây? Nó phải nhỏ hơn là, xin lỗi, x1 nhỏ bằng x, số 1 phải nhỏ bằng x1 và phải nhỏ hơn x2, đúng không? Đấy. Thì tới đây các em đưa ra cái việc mà giải cái so sánh nghiệm của một cái phương trình bậc 2 với một con số thực thôi. Cái này trong cái buổi đầu chúng ta mới đã nói rồi. Thì các em đưa về tổng tích mà thôi. Cái này tương đương với gì? Này tương đương. Này có hai sự lựa chọn các em. Thì x1 cộng x2 nó phải lớn hơn mấy? Lớn hơn 2. Hoặc là các em sử dụng cái do cái số 1 này nằm ở ngoài khoảng hai nghiệm nên là em sử dụng cái định lý về dấu được. A nhân với f1 nó phải lớn hơn 0. Hoặc là các em xài cái nào? Xài tổng tích cũng được. Ở đây thì sử dụng là A nhân f của 1 nhân cho g của 1 nó phải, a nhân g của 1 nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tại vì x1 nó có thể bằng cái số 1 này. Rồi. G có thể đây nha, g có thể là cái biểu thức này nha. G x có thể là biểu thức này. Thì tới đây ta sẽ được là gì? X1 cộng x2. X1 cộng x2 là x1 cộng x2 chỗ này là trừ b chia a. Trừ b chia a. Trừ b chia a tức là ta sẽ được là gì? Là 2m nó phải lớn hơn 2. A đây là bằng 2 rồi nên khỏi ghi được. G của 1 thì thế số 1 vào. Thế số 1 thì sắp xếp theo thứ tự bậc giảm dần. M bình này, chỗ này là trừ 2m này, với trừ 4m nữa là mấy? Là trừ 6m đúng không? Rồi thế số 1 vào thì chỗ này nó sẽ là 2. 2 trừ đi 1. 2 trừ đi 1 thì còn lại là 1. Hồi này nó phải sao? Lớn hơn hoặc bằng 0. Thì tới đây các em sẽ giải ra m nó phải lớn hơn 1 và các em giải cái bất phương trình phía dưới. Em chỉ việc bấm máy tính giải bất phương trình phía dưới này là xong. Một trừ sáu một m bằng là 3 cộng căn 2. Vậy như này sẽ là m nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 cộng 2 căn 2, hoặc m nó phải bé hơn bằng 3 trừ 2 căn 2. Rồi 3 trừ 2 căn 2 ta coi nó bằng nhiêu. 3 trừ 2 căn 2 là không phải mấy. Thì giao cái này lại, giao cái này lại các em sẽ lấy được từ đó đâu. Giao cái này lại thì các em sẽ lấy được là m nó lớn hơn hoặc bằng là 3 cộng cho 2 căn 2. Được không các em?
Rồi. Ta kiểm tra lại bài giải thêm lần nữa nè. Trước khi ta kết thúc video này thì ta kiểm tra lại bài giải thêm một lần nữa. Các em cũng nên tập cái thói quen như thế khi mà chúng ta kiểm tra lại cái bài giải của mình. Vì lúc mình tính toán nó coi nó có sai chỗ nào hay không, hay là phân tích nó có thiếu trường hợp chỗ nào hay không. Thì thật ra không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tỉnh táo để giải bài toán một cách tốt nhất đâu các em. Do đó là cái việc kiểm tra lại là điều đó là nên. Hàm số này đồng biến trên các khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1, điều kiện x nó phải các m, các em đạo hàm bình thường ra. Thì tới đây thì nó phải xảy ra, nó có cái trường hợp là delta bé bằng 0 nữa nha các em. Nếu delta bé bằng 0 thì hàm số nó sẽ luôn đồng biến, thì hiển nhiên nó sẽ đồng biến trên các khoảng mà đang xét. Nhưng mà đề bài này nó không, trong trường hợp bài toán này nó không xảy ra delta bé bằng 0, tại vì chúng ta tính delta ra chỗ này nó luôn lớn hơn 0. Thì tới đây thì hoặc là các em sẽ đi tìm cái nghiệm ra, tìm cụ thể nghiệm ra. Còn thầy thì lười quá. Chỗ này thầy thấy xét dấu này nó nhanh hơn quá. Sử dụng cái định lý về dấu này. Thì cái khoảng từ trừ vô cùng đến 1 nó phải nằm ở bên trái cái x1 và x2. Do đó chúng ta có điều kiện là x1 lớn hơn hoặc bằng 1 và nó phải nhỏ hơn x2. Thì đây các em sử dụng cái so sánh nghiệm của cái hai cái phương trình bậc 2 đó với một số alpha. Nó sẽ được là x1 cộng x2 lớn hơn 2. Và vì cái số 1 nằm ở ngoài hai nghiệm nên là a nhân với f của 1 nó phải sao? Nó phải lớn hơn 0, lớn bằng 0. Do x1 có thể bằng số 1. Rồi thế số 1 vào. Thì chỗ này m lớn hơn 1. Hồi nãy là m lớn hơn bằng 1 nên giao là chúng ta chỉ lấy m lớn hơn 1 thôi. Ở đây m nó lớn hơn là lớn mấy nữa? Lớn hơn 3 cộng 2 căn 2 nên chúng ta chỉ lấy cái này thôi. Là m lớn hơn bằng 3 cộng 2 căn 2. Ta coi cái đề bài hỏi gì đây. À, 3 cộng 2 căn 2. Nửa khoảng từ trừ vô cùng để hàm số nó đồng biến trên này. Đây coi là cái này 2 bình phương cộng 1 trừ m đồng biến trên nửa khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Thì lúc đó là m nó phải lớn hơn hoặc bằng 1 rồi. X nó khác m thì m phải lớn bằng 1. Rồi vì tới đây chúng ta sẽ chọn đáp án là m nó lớn hơn hoặc bằng là 3 cộng với 2 căn 2. Nha, các em chọn câu D nhé. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng cái bài giảng này ở đây. Là nó kết thúc trong cái chuỗi mà các cái bài toán số 2. Đó là tìm m để cái hàm số bậc 3. Ngoài ra nó có đồng biến trên cái khoảng mà cho trước hoặc là nghịch biến trên khoảng cho trước. Và nó có cái phần mở rộng của nó. Rồi. Như thường lệ thì các em hãy cố gắng tranh thủ đăng ký vào cái khóa học này để chúng ta sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt nha các em. Các em tham gia càng sớm thì cái lợi thế nó sẽ nhiều hơn. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và sẽ hẹn gặp lại các em ở cái bài giảng sau. Chào tạm biệt tất cả các em nhé.